Dạ xin chào quý vị đã tiếp tục trở lại với cái hoàn cảnh tiếp theo của Linh Phi. Dạ kính thưa quý vị, hiện tại là Phi đang có mặt ở nhà của anh trai Trần Hoàng Nghĩa. Anh sinh năm 1986, hiện ở tại 1984. Hiện ở tại cái hẻm 567 Xiệt Bố, đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ. Hẻm này là hẻm Phan Châu Trinh. Dạ. Là thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam quý vị. Nơi đây thì cũng thuộc thành phố Tam Kỳ luôn. Nhưng mà nhà cửa của cô thì quý vị cũng đã thấy cũng dột nát rất là nhiều đúng không ạ? Của ông nội, với lại ông bố chừng. Nhà này của nội để lại hả? Nội là mẹ chú hả? Mẹ chú, còn cô ở Điện Bòn nhà chú của chú. Dạ thì Phi cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ hả? Khán giả là ai liên hệ với con à? Cô liên hệ với con hay là cô? Ai gửi hình ảnh qua cho con? Hình ảnh là cô, hình ảnh là cô mượn người chụp. Chụp qua cái cổng bấn á. Mượn người ta chụp cái gửi mượn qua cho người con. Chụp. Cô mà là, sao cô biết con hay là sao? Cô là cô cũng nghe thông, cô đi chợ rồi cô nghe kêu mà cô đang trông chị đang cực kinh khủng mà đang mấy người lên mạng kêu thấy liên Luân Phi á là hay là kết nối yêu thương nào giúp đỡ biết bao nhiêu người mà con chị cực kinh khủng mà chị cũng đa lên xuống thấy chị cực quá mà đang chị không liên hệ với lại Luân Phi nó để mà giúp đỡ cho con biết bao nhiêu người Luân Phi giúp đỡ. Họ qua trên mạng là họ kêu cô họ núi mà chợ quá trời luôn mà cô không biết cái con cô đa lao cô không biết chị trơn luôn. Không biết luôn á, cũng không biết câu mà ra cũng không biết luôn á mà trừ cô họ ngay ngoài nói chợ. Nói chung là cô đi chợ rồi người ta ngay mấy cô. Người bán mì bán bún hay đi mua bánh mì bánh mì cho ngay ăn đó người kêu trời ơi. Họ cô Luân Phi giúp đỡ tới ở trong miền Trung họ còn đi không chi ở gần đây mà đang con chị đa mà tôi thấy chị cực kinh cũng mà chị cũng đa nữa mà con chị cũng đa mà anh nuôi thì không đi lượm chưa được thế không? Quá cực khổ rồi đó mà có đánh cho mình đang đứa đầu con mới biết không, cô không biết con luôn có thì cô cũng chẳng biết rồi thì Phi cũng giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của anh Hoàng Nghĩa. Anh sinh năm 94, năm nay là 84 thì năm nay là bao nhiêu, 30 mấy tuổi hả? 38 tuổi hả? Dạ. Chưa đến 38 mà cho được 38 này. Anh là bị vấn đề về thần kinh, tâm thần. Thần kinh hay chi không biết mà coi như. Này thần kinh với tâm thần đây. Nó là khuyết tật đặc biệt nào? Thần kinh tâm thần này. Đó là anh bị từ năm mấy tuổi cô? 16 tuổi. 16 tuổi. Có nên ở phường họ đưa họ cho cái giấy khuyết tật. Bây giờ cô chú dẫn con vô thăm anh coi thử như thế nào rồi chúng ta cùng tìm hiểu sâu về cái câu chuyện của anh ha. Đây là cái nhà của cô chú ở từ trước đến nay với ông bà đúng không? Bà hồi bà mất lâu chưa? Bà ông thì mất ra mà bà mới mất năm ngoái á. Bà mất năm ngoái hả? Năm ngoái tháng 21 á. Ôi bà mất cũng sống thọ dữ vậy ha, 93 tuổi luôn. Dạ 93. Là bà già quá bà mất hay sao chứ? Bà la mà chú cũng giò mà bò cũng nhiều tôi cũng cực mà lên rồi đến đâu thậm chí mà bà bị té. Té hả? Bà té cũng gãy chân rồi bà nằm miết rồi đó coi rồi bà mất. Bà nằm có lâu không cô? Bà nằm một năm. Nằm một năm cái bà đây hả? Nằm ở chỗ đây đây. Nằm một năm bà đi không được coi rồi kiệt sức bà nằm hơn năm mà cho nằm năm. 93 tuổi là cũng hưởng thọ quá thọ luôn. Rồi thôi vô thăm anh thử thế nào ha. Con nói chuyện với con nói chuyện với Phi đấy, với em Phi đây. Ai cũng là tuổi thế, nói chuyện đây, có chuyện nói chuyện cho vui đây. Nói chuyện cho vui với Phi. Bây giờ là anh. Cái anh đây này, ai mới vào ở đây là bạn tuổi thì tí nè. Bạn tuổi tí nè. Đừng gom gọt kia chút. Dạ. Anh là cột như vậy đó hả cô? Dạ. Cột mà hắn cây rầm rầm đến cái giường cô chịu không nổi, cô mới coi sáng kiến của kêu ái cái dây đi vô hắt quậy lên quậy xuống cây còn trầm quả đây mới đi xuống con cây cái dây xích cắn cọ trong đây này dây xích cọ nên cây cô chịu không nổi của cô mới bạc cái xin cái dây nó bạc vô chắn khổ cây ba chắn bây giờ là cứ nằm miết trong phòng như thế này nó nằm mà miết nữa đâu rồi đi cào đây là cô đổ đi tiểu trong có phải giờ là vệ sinh chỗ luôn vệ sinh một chỗ vệ sinh là xong là cô đổ hả? Là cô đổ. Rồi tắm rửa sao? Tắm rửa thì đường này thì khóa cửa đâu lao mà thấy mà không định tâm với lại không có lên cơn chi là cô chú cũng cho khóa cửa đã. Dạ. Chứ không khóa ấy cửa. Là khóa cửa xong rồi mới tắm cho anh. Chứ không đi ra đẳng đùa đây. Đi là nhát nhưng không bảo đi nữa. Anh tự tắm hay là cô chú tắm? Cô chú tám kỳ. Cô chú tám kỳ. Cô chú tám kỳ vậy hả? Chứ không ngủ. Có nghĩa là hai người kết hợp với nhau. Dạ. Chứ còn một mình cô là có không? Không, mà có nhờ chú chứ còn cô thì nó cũng không cô ra cái lô ở trong. Dạ. Nó sợ cô chú mà. Hả? Nó hay sợ chú.
cái sợ chú còn cô thì coi như không muốn mà. Bây giờ là anh có ra ngoài được không? Được, chờ cho để khóa cửa là cho anh đi ra ngoài thì phải khóa cửa đâu, khóa cửa. Có nghĩa là phải khóa cửa lại, sợ anh chạy. Trong đi đoạn bương đoạn nó đi. Vậy chú khóa cửa đi, khóa cửa rồi cho anh ra ngoài nói chuyện thế này. Đi ra bóp cửa lại. Đi ra ngoài đi chơi ha. Ha. Ra ngoài đi chơi với em ha. Bóp cửa lại. Em nhẫn ra ha. Đi không? Nó má đâu đi lượm chứ được, không có nó đi lượm. Ra là đừng có bỏ chạy nha. Đi lượm nó đang khóc mà có nó. Có nói chuyện được không? Hả? Ừ, ba kinh. Anh kêu cửa rồi. Hả? Nó má đâu đi lượm được chứ. Ba má không ba lần. Hả? Có biết em lại không? Được. Bóp lại thôi. Không biết hả? Bao nhiêu tuổi rồi nhớ không? Mở ra. 30 à? 33 à? Bò nằm mồm bò con nhớ nghe nằm bò mà chữ lẫn lần cũng đâu bò ai con bò chứ con đâu bò xiềng cái tay đứa ra chứ xiềng bữa hôm trước bị lỡ cái tay rồi có đồ mới ổng lấy ổng mượn người mới trò nó rác ai ăn vô trong đó có đồ mới mượn người trò đó ổng mới mượn cái thằng cơ khí vô ổng trò giùm có nới ra đó chứ ba mà mở ra là ảnh có hay đánh người không? Đánh người mà hầu cũng lên cơn, bữa nay thì thấy cũng đỡ. Bữa nay y tuần đây là đỡ, thấy không có núa chứ mấy bữa nặng núa thôi trên trời, núa chịu không nổi. Thế là khi mà lên cơn là không núa. Không núa không chứ không nuôi mấy giống. Nói chuyện mới chú với anh Quy. Không nuôi à, xích cơ bồ dần xòa. Hả? Xích cơ bồ dần xòa. Mòn dép vậy chứ nghĩ á. Mòn. Không mòn dép hả? Mòn dép vô. Ngồi xuống. Cũng bình thường đúng không chú? Bữa nay thì không mấy bữa kìa, mấy bữa thì sợ, nhưng bữa nay thì đỡ, ngày nay đỡ. Cắt cái cây này, cắt cái cây này nè. Nè nè, giơ chân cho em. Rồi, con ngồi xuống đó đi, con ngồi xuống đó. Con ngồi gần gần đó. Rồi, chú ngồi gần ghế đó đi. Con ngồi đây thôi chứ không ngồi gần, con ngồi đây được. Chân họ đắp thiệt chứ con họ đắp. Rồi cái chân của anh là bị sao vậy cô? Hầu nó xích đó. Xích hả? Ở trong Lâm Đồng xích cái dây xích mà xích lao quá đó. Xích lao quá không mở được. Ở trong Lâm Đồng là mình đưa ảnh vô trong đó. Cơ sở đó nuôi dưỡng người tâm thần đó. À vô trại tâm thần ở Lâm Đồng. Không, cái đó là cơ sở bổ trợ của tư nhân. Của tư nhân. Cơ sở bổ trợ xã hội của tư nhân. À có nghĩa là tư nhân người ta nuôi những người bị tâm thần. Mình gửi vô đó. Tâm thần và họ cũng có từ thiện nhiều lắm. À mình gửi vô đó là họ cột sao mà nó có đội đánh lộn. Đánh lộn. Đánh họ đánh rồi có đầu có ông giám đốc nó tâm thần với tâm thần đánh lộn. Tới bời có đầu có ông giám đốc nó cho mấy thằng mà tỉnh hơn hết xích lại. Rồi ổng lo ổng đi cái công chuyện ổng không quăng xích được nhưng mà không mở đĩa miếng mấy tháng nữa. Rồi một ý nữa cái phần an đó ỉa đó đất thì dơ nhất. Nên là nó không bị nhiễm trùng cái chân. Hoại tử hết trơn đó. Hoại tử luôn hả? Hoại tử. Có đầu hậu hoại tử hết trơn răng đây nè, y đóng răng đây không lùa răng răng đây nè. Thịt cũng thối hết trơn nè. Chứ họ mới đáp thịt nè, họ mới đáp mèo cái họ mà lấy thịt này họ đáp xuống nè. Lấy thịt ở trên đáp xuống dưới. Lấy thịt trên đây chỗ này sang đây cho anh thì thấy đi. Cái chỗ cái giá mà đáp rồi đáp thịt cho nó. Không chỗ kia bên đây đi mua mà họ đáp rồi họ lái cho nó dễ cho cô lái bên đây này bên ngồi á chỗ thì lấy do chỗ thì lấy thịt chỗ này họ đáp nữa đây nè đây dưới này nè đây lúc đầu dưới này đó cái chỗ mua nó một quay có lấy chỗ này cô biết không sao con biết không sao quán lùa cái gân đó mà nó sao lát họ mới đáp vô nè nó sao lùa cái cọng gân mà nó sợ dưới điện cô thấy y đó chỗ này nè sao cười hả nó nghe đúng không cười á cười á là lúc trước là vô trong Lâm Đồng đó rồi đánh lộn với những người tâm thần đó. Đánh lộn với người tâm thần. Rồi người ta xích lại. Có họ xích lại và họ không cô ngó họ không mở ra. Xích lại cái đó. Bị nhiễm trùng cái chân. Dơ nhất mà coi như ăn đó, ỉa đó sinh hoạt một chỗ nó không có trợ nhốt là có phản công. Nhiễm trùng. Nhiễm trùng cái đầu cô đưa về đây hả? Cô đưa rồi ổng mới ổng mới là ổng mới là 3-4 người để lính của ổng đưa vô chợ rải. Nhưng họ không nhận họ kêu như đây là rất là lao giờ chứ không phải một bữa hay bữa mà thấy. Họ không chịu nhận cái tốn rất tiền ăn đâu mà ở lại cái họ biểu là về trộm xá của trong Lâm Đồng đó mà chưa cái ông mới gọi cô vô nó má vô gấp để mà lo đêm về chữa chứ không thì cưa chân cưa hả cái không thì cưa chân bác sĩ Thang trưởng bệnh viện đó khoa Tâm Kỳ cái chị không đem cô không đem về kịp là cưa chân cứ lùa hồi tử hết trơn đâu à nếu mà mình đem về chậm á là cưa cái chân luôn đó cưa cái chân nữa không sâu quá mà chỗ này không nói vô là thấy gân rồi họ mới chắc lấy thịt đắp luôn họ mới lấy thịt đắp ụ nè nè chị có thấy cục thịt đấy không
Rồi, đáp bây vô giờ, đó. Bây đáp giờ là ảnh đi đứng cũng khó khăn. Cà nhắc, cà nhắc. Đi đi vô cào vô đường cũng dễ cái vô cào. Rồi lúc đó là ảnh vô trong đó được mấy năm cô? 4 năm. Lâm Đồng. Hơn 114. 10 tháng 9 là 14 này, 15 này, 16, 17 mà coi như cuối năm thì tối mới về. Không 10 năm thì tối mới về đó. 4 năm mấy. Ở trong đó 4 năm. Ừ, 4 năm mấy là cho là 4 năm. Dạ, đứng lên, đứng lên. Đứng lên em coi. Chụp chụp cái tay ra. Rồi quay lên, quay lại. Quay lại đi. Quay lại, đứng lên nè. Đó, quay chứ. Quay đứng lên chứ. Ui, đứng bên này thì thấy rõ hơn nè. Tay đó. Đứng đó, đứng. Trời, xem cái bụng này. Đứng thẳng còn làm gì giúp giúp nhất. Ồ, trời quý vị thấy không? Cái chân của anh đó là họ đáp thịt rất là nặng luôn. Họ đáp thịt chứ, họ đáp thịt nó là thịt, họ đáp toàn bộ đó. Họ đáp thịt cho chứ hồi nó là không phải. Là họ mổ cái này. Họ mổ rồi lấy thịt trên này họ đáp xuống đúng không? Họ lấy thịt họ đáp xuống đó. Còn họ lấy chỗ mô, họ lấy da, họ đáp lên nữa. Dạ, da, da. Bệnh viện Tâm Kỳ mình làm. Da đây này nè. Cái lấy chỗ mô đó mà cô nhớ, nhớ hơ chỗ đó, cô nhớ là chỗ lấy thịt, chỗ lấy da. Dạ. Rồi ngủ xuất viện đó. Có nghĩa là lúc trước là anh vẫn đi đứng bình thường chứ hả? Lúc trước đi đứng như anh. Dạ, rồi ngồi xuống đây, ngồi xuống. Xuống đây không? Cô là bây giờ cô kể lại sơ qua cái hoàn cảnh của anh đó. Lúc trước là anh bị từ năm mấy tuổi? Cô bị Lam bắt đầu 16 tuổi á. 16 tuổi là anh bị. Anh bị. Cái lúc đó là trước 16 tuổi trở lại là anh cũng bình thường chứ hả? Hầu đó là anh đi học bình thường. Đi học là bình thường đấy. Đi học bình thường. Có cái triệu chứng gì không? Không, cũng thấy có triệu chứng cũng học bình thì thường cũng hả? Trung bình không dữ mà cũng không yếu, cũng trung bình học cũng được, viết chữ cũng đẹp. Tao có thấy gì đâu mà có anh hai đi tắm đi bơi. Đi bơi hả? Bơi trên sông Tâm Kỳ trưa. Tắm mương hả? Không. Tắm sông hả? Sông Tâm Kỳ luôn, nghịch lắm. Tắm ngoài sông đó. Tắm mà trưa nắng mà xong Tâm Kỳ là biết linh nó mặn bơi miết, biết bơi bơi miết. À, trưa nắng ra ngoài sông bơi. Nắng vô xong còn cô thì hồi đó cô không ở đây, cô ở ngoài quê, cô cực quá, được có bầm thằng nhỏ vừa quê ở ngoài đó, ngoài đường bòn đó làm năm. Rồi vô cho ở trong đây, bấm nội bà nội với ông đây với cô không có, cô ở đây không có kinh tế, cô mở được cái vừa quê. Có bầm thằng nhỏ của gì mà nói được vô ở đây. À, trong nội bà nội nuôi. Có nghĩa là anh là trưa nắng là hay ra sông Tâm Kỳ nó bơi tắm. Cái sông Tâm Kỳ này con biết rồi chứ, tăng đây nè. À, lớn kinh đó hả? Cầu Tâm Kỳ đó. Cái chỗ mà người ta hay nhảy sông đó hả? Cũng lâu lâu cái chỗ Tâm Kỳ cũng ít. Nhảy sông điểu ni nhá, cầu hơi cầu ni mà họ mới nhảy sông này, cầu Bình Phú này họ mới tự tử rồi đủ thứ uống rượu là cái sông cầu một cầu hơi. Cái cầu Tâm Phú. Cầu trốn nợ gì đó hả? À, là này còn sông Tâm Kỳ là đường quốc lộ một cái không hay. Ít nhảy tắm ngoài sông đó. Sẽ bơi thằng ấy biết bơi. Bơi xa rồi có đầu gì có đầu sẩn sẩn không biết chứ trơn rồi có đầu đem cô mới đem Hòa Khánh. Hồi đó ông Hà chưa có đi Hòa Khánh, cô chú đám cửa hết vô trong nội đi nuôi bắt trạc đào nuôi mía khang rồi đó. Nuôi mía khang thì thấy nó mới đa cố chữa chẳng hết cho trẻ thấy tội. Rồi vô trong nội ngồi còn cô chú là hồi đó đi mua sắt thép phế liệu vô bó mà cũng bỏ hết. Đi chơi bao phế liệu đó. Bây giờ bị mà cô cũng bỏ hết, cô ra nuôi ở mấy ở thằng thoáng. Cái gì? Hả? Nó trống tủ qua đi giờ nữa. Một ở một tháng rưỡi mới về. À. Có làm miết ra mà cũng không thấy. Đẹp trai lắm hả chú? Hồi xưa nó đẹp trai mà nhỏ nhỏ chứ không có chuẩn bị gon như này, có bụng mới to đây giờ lao có bụng. Ủa, không bị gan hả? Sáng áo lên coi thử. Cũng bị gon đó. Ui trời, cái bụng to dữ vậy. Cũng bị gon á. Hả? Đi khám bác sĩ kia cũng bị viêm gon. Ăn có được không cô? Ăn thì ăn buổi sáng ăn tô mì cùng túi nè, mới ăn một chở cơm thôi. À. Ăn ngày có hơi lần. Trời ơi, cái bụng to dữ vậy. Cứng không? Có cứng không? Không. Cũng cứng, cũng hơi cứng. Đó là mình có đi khám. Viêm gan. Có đi khám cho anh không? Cũng có, đi khám chim mốc đó rồi. Họ cũng cho thuốc mà thuốc rồi uống thấy. À. Thuốc chim bảo hiểm là thấy cũng uống. Cũng rồi, có nghĩa là từ cái lúc 16 tuổi trở đi là anh bị cái vấn đề thần kinh này. Rồi mình cũng chạy chữa khắp nơi. Cũng chạy chữa, hồi nó cô chú cũng vỏ có rồi cũng chạy chữa nơi cơm cũng khắp nơi mà chữa. Rồi cũng lao đi làm ăn đó, rồi mình cũng không có theo dũa, nói chung là cho tới nơi lắm, mình kinh tế cũng có chừng. Cho nên là có đồ sai chừng lao quá rồi thành nạn không. Mà sao cô chú xích ảnh lại? Xích ảnh lại là chứ, có không thì cái thời gian trước là cô không xích, là coi như thỏa tới bữa vậy ăn cơm thôi. Rồi đi chơi đi đồ đó mà thời gian xa nó đụng ơn đánh đó mới lặn về nhỏ lấy kiếm dây xích đồ. Quốc họ, câu họ đâu đi hạt. Câu họ đâu đi hạt. Đánh người ta đó. Có lặn thì cô đem ra ngoài ông Hòa nè, ông đi nè, đang làm giấy tờ. Bị nhỏ đang làm giấy tờ, ở đây. Nó ngồi ghế đá đang lưu hưu như vậy, dụng chạy đó. Ừ. Hồi nó cái chân chưa đa.
dọn chạy chạy về qua nổng cốt nè, nhân chạy chạy về có tới đi ngon qua hàng xóm coi nó sẵn về xích cho người hết nó chỗ tay mở đã quất họ chù quất mấy đứa bé đâu chù cho họ tìm tới nhà ghê gớm họ làm ồn cô cũng chịu không tháo một thời gian á chứ cái xích nó đánh mấy đứa bé bé ngoài đường nó quất nó đánh thế sao cô chú kìa có hồi lao rồi chú ông mới mổ gì ông bác gì nhiễm trùng bác có viết gì có giò ăn tay đây cái nào chú bị sao ông bị ông mổ hơi tại sao đồ mắt bác như cái giò ăn tay bác ở phía ngoài này này cái chân của chú là bị sao vậy sao mà mổ tai nạn xe tai nạn xe hả chú đi thồ bị té với cầu Tâm Thanh nè à, chú biểu Tâm Thanh đi xe ôm té đi xe ôm bị té té có mổ té gãy hơi tàn xương đùi chơi công rồi bị ón đó gãy hơi tàn xương đùi sao đầu có bắt đầu có là cười vậy ổng mổ một lần câu ổng mổ một lần có đầu có gì có bắt đầu có đi ông bị nhiễm trùng có mổ lần nữa họ bác y như giòn ăn tay mà túi không túi thò vô ông bẻ túi thè nó thò không thò vô ông bẻ đồ quánh ba hang có đầu quánh lộn đồ thò vô ông bẻ cô loa ré quá trời quá đợi cô chặn hay là hồi đó ghi không mạnh hơn phải như trời à lên cơ con kèm mất chịu để cái giò ăn tay mà y như cái giò ăn tay nữa nè thò vô bẻ thấy là có cái thay bác ngồi bên đây nè cái đinh á không bác y như cái giò ăn tay rồi đi cái sao là không thò không thò không thò vô bẻ thò vô bẻ cô chú loa quá trời bắt đầu từ đó là chặn đầu nè bắt đầu mượn xe thù đi vô này xích luôn tới trời xích luôn đó không dám thả ra nữa từ đó từ hồi bẻ cái giò ăn tay thả ra là ảnh hay đi đánh người đánh liền á đánh là đập đồ đập tủ bánh mì đập tủ gương mới thấy họ dán ảnh hoặc là ảnh thí dụ hình mà họ giới thiệu nặng lấy đá xóm lại họ giới thiệu quảng cố là thấy Mỹ Tâm bị đồ nó ghét lắm hay là văn trường gì nặng xóm lại xóm lại thấy mấy ca sĩ rồi sao ghét ca sĩ là ưng lắm mà coi như đầu coi chặt nó ghét thích lắm thích là chặt có nổi này ghét rồi phá phách quá rồi xích lại có đầu có không để cái giò ăn tay của chú mỗi chân đó có bắt đầu từ đó là coi như thê xe thồ vô diện này xích luôn tới trừ không bao giờ dám thả nào nữa không bao giờ dám thả nào coi như xích vô xích 4 năm trước là bắt đầu đi lâm đồng về này xích lại đây bây giờ là ảnh có uống thuốc gì không có trừ là đi la bệnh thuốc hút bổ thì mua còn thuốc bệnh viện thì nhận thuốc đây để con lại ra để lấy sao đây thuốc là thuốc tâm thần đây cô mới đi nhận về đây thuốc tâm thần mình thuốc bổ thí dụ như 3B thì mình phải đi mua không có thuốc tâm thần này mình nhận ở bệnh viện đúng không nhận về thuốc bổ thì có họ cấp không có thì mình phải mua còn thuốc bệnh thì họ cho thuốc bệnh họ cho mà không biết thuốc này thuốc bệnh đây còn nhưng mà thuốc uống thuốc vô thì ảnh giảm bớt cái triệu chứng mà không thuốc vô là để cho hắn dễ ngủ chứ không muốn không ngủ dễ ngủ không mà không muốn là không ngủ uống vô để ngủ thôi uống luôn kinh ăn thần thôi trong cái gì uống vô là để ngủ không uống là không bao giờ ngủ vậy hả thức luôn tới sáng luôn hoại mà uống có nhiều khi uống thuốc cũng không ngủ là cô phải cô phải tăng cường tăng thêm liều đó tăng thay ví dụ như một viên đây là cô phải thay gấp đâu uống ví dụ không đứa đứa còn nguy hiểm mà đều mà cực cũng đã mình phải cho lâu mới tăng liều chứ lâu mới tăng liều chứ tăng nhiều là cũng dễ bị đột tử thì ra đó kiểu bác sĩ thì nó rồi còn cái này là gì? Cái này là bơm đít đã. Cái này là bơm hậu môn. Không bị viêm bị trĩ và đợi trực tràng đó. Bị có đợi trực tràng. Đại trực tràng. Tháng là coi như mình bình thường nằm. Thế là ảnh đi cào không được hay sao? Mình bơm. Không đi cào không được. Không bơm đi là một tuần không mới đi. Một tuần mới đi cào một lần. Hả? Một tuần mới đi mà đi là coi như không ra có ra cái cục phân là y như là có cục mà cứng mát ra mà. Đổ ra má đổ tươi quả đóng dư bồ dư đất rồi đó. Ôi ghê vậy. Cọ sót á. Cho nên trừ cô phải theo dõi ở nhà mà cô thấy 3-4 ngày mà cô ghi sổ vô bữa nay đi cào rồi cô phải ghi ngày mấy. Có tới 4 ngày có theo dõi là kêu bữa nay là 4 ngày nghĩa không đi là ông phải chặn đầu xuống bơm. 3-4 ngày mà không đi là mình bơm vô. Tự bơm mà phải chặn đầu xuống bơm chứ không phải dễ chỉ cho bơm đâu. Đi cái đít đâu. Mình có đi khám cho anh không? Điều khóm thì trừ hợi biểu là phải có là nói cát, là cát trĩ bị trĩ hả phải cát trĩ của anh bị trĩ hả trĩ với lại hả trĩ với không trĩ với lại cũng có đợi trực tròn trong đó nữa đợi viêm đợi trực tròn nó lồi ra ngoài luôn hả mỗi lần nó dễ mà cục cất mà to quá là không phải lùa trên đây lên ngoài chú rửa chú mà bình thường thì bình thường không đi cào thiển lùa đâu bao nhiêu đâu không đi cào bình thường đi cào mà không đi cào thì hắn lùa xí thôi đi sang tê xí thôi nhưng mà hắn cũng bị là cái kiểu như ở nội á cái nội đang á
Ui, nhưng mà mình phải lo chữa chứ còn để lâu quá rồi cũng nguy hiểm. Để lâu thì cũng 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 nguy hiểm. Sao cười biết vậy? Sao không hất tóc cho ảnh? Hả? Hất bên đây mới không hất, cũng mới hất bên đây bao nhiêu rồi mà đánh nhanh giờ. Cái kinh là hất tóc là phải cái dẫn ra ngoài hay là? Dẫn đem lên cái tiệm quan cái tên của thằng thằng đây. Mà tỉnh thì mới dỗ đây. Chứ còn chưa cái gì có bữa thì giờ tóc màu luôn. Không cột mà nó hết. Không, hết mà tắt đinh sót rọt luôn mọi giờ lại đó. Nó nhanh giờ kinh á. Cột trọc cũng nhau sập. Bây giờ có dẫn hay dẫn đi ra ngoài không? Ít hả? Chủ yếu là nhốt mấy đồng thần. Mà như không bệnh nó hiền lắm Phiên à. Hiền khô như Phật luôn. Hiền lắm. Nó hiền lắm, không bình thường chưa bệnh. Hát hay lắm hả? Giờ hát bài gì hát thử? Trừ mà hai chị hai trừ dễ nực rồi. Kệ hót bà cho chơi thôi, không dựng lót hót đi. Hót hai không bà hay hót. Từ hót qua không bà hót. Hót bà gì? Hồi lao nước gió lớn lại đẹp lắm chứ không phải mà chữ chữ bị go như nước gió sáu nữa đó. Hát đi, hát bài em nghe thử đi. Hát đi. Nhanh lên, nhanh lên giỏi xíu em cho tiền mua bánh ăn. Ăn bánh không? Bà chi đó. Bà chi bữa nay hay hót, hót ít cũng được, không một bài đâu. Một bài thôi. Một bài thì gì không biết rồi. Học tình của cánh ba mấy bữa đó. Rồi để gắn cái mic vô hát thì. Có bài gì mà mấy bữa hát. Gắn cái mic vô này để hát nè. Em là cánh chim trời cho đó. Cánh chim trời đó. Dễ lắm. Ok, kệ hát đi. Dễ cũng được. Dễ cũng hát hai không được. Không được, mà không được. Hát đi. Hát đi, hát đi. Hát đi, hát đi. Vô. Vô. Giữa tay đi. Vô giữa tay. Cổ động đi. Vô. Hát đi. Bà chị. Bà chị tình của cánh ba đi. Trời hát đi. Hát đi. Hát đi. Bà chị đó con ngưng nó ngót. Hốt bà đi. Tình cha. Tình co. Tình cha được không? Hốt bà đi. Tình cho bố Hoàng Dương à. Bà chị tình cha nó nói với bà Thái Dương á. Rồi hốt đi. Rồi vô. Hai ba. Một, bà hai, ba. Hốt đi. Tình không mơ được. Trời hốt bà hốt. Uống miếng nước này, uống miếng nước rồi hốt này. Rồi lấy giọng, uống miếng nước lấy giọng. Biết ngày xưa là đang mất giọng đúng không? Rồi, uống miếng nước lấy giọng. Rồi, lấy giọng đi. Hốt đi. Hốt cho tôi ngay đi. Lạnh quá. Rồi, hốt được không? Rồi, hát đi, hát đi. Hát đi. Tình cha hả? Tình cha, tình chi. Tình co đi, hát tình co đi. Hát tình co đi. Thì hát đi. Không hát. Thôi hát đi. Này uống nước lá giọng rồi nhanh lên xíu tiên cho tiền mua bánh ăn. Cái ăn bánh không? Hút thuốc cũng được. Ít ăn bánh. Đấy, cho tiền hút thuốc thì. Hút thuốc. Để mua mấy hút thuốc. Rồi, hát bà chi. Tình co mới đào đang nhấp nhát. Tình bố cánh bay. Tình như là cánh chim trời mới sợ. Em như là cánh chim trời mà sao rồi không cổ động như ta coi coi không thấy hay là quên thì dài lắm là máy xuống rồi xíu mày hả thuộc có máy cao mày hả bữa học hành hay lắm mất kinh mà bữa học mà còn mới thao tự đó đi như là cánh chim trời có thấy coi không đây không nó sẽ ở đâu ở đây không biết xảy ra rồi nó sẽ mau quên đi tình người đất trời. Phố đã ngồi với đêm dài, nhớ ai rồi? Hạnh phúc phố đã mất sao những tháng ngày qua. Đường đến em ở đây, yêu thương phơi đầy. Lòng anh vẫn xin yêu em ơi, người ơi. Một cô đã mất đi, anh xin yêu em với em mà thôi. Với em bắt đầu một đời rất mộng tan phai. Nhớ em rất bao đêm dài, nhớ em nơi nào những mơ ngỡ lúc này. Lúc hát chưa mở giọng, chưa mở giọng. Rồi hát tiếp. Hát không nổ. Hát không nổ hả? Bên đây hát không nổ. Quá, không nổ. Em như là cánh chim trời. Cũng có bờ tình qua mới đài đâu, đúng rồi đó. Khi hát lên tiếng ca gửi. Nè người yêu phân cho. Chim bơm mây ngồi đón xin được thôi. Hát to này mới hát. To này. Biển này rồi em nỡ gửi tôi xin. Hát giọng trăng. Như đó anh chào xin hờ, riêng anh nói nhau ngờ lời qua đôi mắt xanh. Hát trong tiếng ca vang dội từ miền phương xa, xôi kẻ thù đi. Mãi giữa lọc xôi kẻ thù đi mau, đang tên nó mau, đang nghe đau khổ và chia ly. Vừa lấy đứa tiên mình vẫn em ơi, vừa lấy tìm trong đời. Nó đọc bài chứ đâu phải hát đâu. Em đọc bài cho hát vậy. Không, để mi hát cái bài chi theo cái bài mô một bóng rụt của mày á. Đứng đi hát lòng rồi, mau nằm hát. Đứng đây này. Không được, không được. Nên là đứa hát, ngầu đứa cũng được, mà bài mua bóng rụt đi. Nên cái rụt ổng bự quá mệt người. Mà không có bóng rụt đi. Tình chơi mất nhưng mà thấy dương đây. Tình nó nằm thuộc ra. Năm anh năm chị mà vô vậy năm anh chị chết thằng bà chị mà miễn mày không đó bà chị mày hốt được mày hốt năm anh chị chết thằng này năm anh em trên một chiếc xe tân như năm anh em ở cùng một cỏ lá rồi
Thôi được rồi. Vậy á. Bữa nay hát không nổi. Không nổi. Bụng bự quá hát không nổi chứ mấy bữa không hát được. Mấy bữa hát. Mấy bữa là ở trong phòng hát biết rồi. Cho mấy bữa mà ở bệnh viện ấy. Hát mấy người thấy cho tiền nó luôn á, hát hà vô kinh á. Hát cho tiền luôn hả? À, có người ở phòng thấy đem cho tiền nó luôn á chứ. Thôi nó bụng chưa bự. Không khỏe hơn người. Cái bụng của ảnh là bị nó to ra là lâu bị chưa? Bị viêm gan á. Lâu chưa cô? Chứ cũng từ hồi mà xích trừ đây. À. 3 năm rồi. 3 năm đã lại đây là bụng nó to. Từ hồi mà nhiễm trùng chân á. Đây là 3-4 năm, bốn cho là 4 năm. Chứ hậu ở Lâm Đồng về đâu có bự đâu. Rồi cô chú là đi làm cái công việc gì? Chú thì ông đi làm thể dục đó, nhẹ 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 đó. Chạy xe ôm, còn cô làm gì? Cô trừ xưa là mát ở nhà, chưa đi làm đi được hết trơn. Cô thì ở lại chăm á. À, ở nhà chăm sóc biết đi đây chưa nào, đi chợ đó mà cô gì? Đi chợ đâu cô phải để thằng con nước hơi đi thuốc, có hột quạt mà lựa có mối ít để đó. Chứ không để không quạt, không nào, không chết chá. Cho cô không đi làm. Chú là đi chạy xe ôm nhưng mà mấy năm trước là bị tai nạn là mổ cái chân này đúng không? Gãy gãy hơi tầng xương đùi. Giờ cái chân của chú là đi cũng cà nhắc nữa hả? Không, đi chân thấp chân cô thôi. Chuyện cao chuyện thấp chuyện cũng liền rồi bây giờ nhưng mà sức khỏe cũng yếu chứ hả? Nhưng mà đi làm nạn thì chú không được đi cho tuổi chứ chở nạn là không được. Chú 60 mấy tuổi thì chú là tuổi giàu nên đi xá. 66 tuổi hả? Cô 6 mấy? 64. Cô là 64 mà chú thì chú không làm nạn được. Chú chỉ cái chân chú dài sao làm nạn được? Chú đi thô nhà thôi còn chở nạn không được, không gãy hơi tầng xương đùi. Còn cô là ở nhà chăm sóc cho anh đi đây chứ đồng đang mà đi được con phương vô mà không kêu mô mà ví dụ chữa hết bệnh đầu này kia là mới ở có nơi cái chỗ hồng đó cô mới có thể nè. Nhưng mà giờ là anh uống thuốc là cũng tốn tiền cũng có nhiều không? Uống thuốc thì chỉ mua thuốc bổ thôi. Thuốc bổ đi thuốc bổ là không cấp nữa, tuyệt đối không cấp. Bây giờ mình chủ yếu mình mua thuốc bổ. Mình mua thuốc bổ 3B hoặc là bao nhiêu B6 hay là thay đổi đó. Còn thuốc bệnh là của là bệnh viện họ cho. À thuốc bệnh. Có sổ. Có sổ là vô nhận thôi. Còn chủ yếu mình mua thuốc bổ. Đạo Hòa nhận. Thuốc bổ nó tốn tiền không? Thuốc bổ thì vài chục ngàn thôi. À. Một lộ trình thì là vài chục ngàn. Tháng mua 2 lần đó. À tháng cỡ 100 ngàn. Cỡ nữa có dạ. Tiền bơm đít hàng gì bơm đít cư nữa đó cơ hờ ông biết rồi đó mới mua 100 để hờ ngoài xa ông đó. À cái bơm không nè. Bơm được không thì bơm vô hồi đợi trực toàn một tuần mình bơm 2 lần hả? Cứ 3-4 ngày mà thấy không đi là phải bơm hơi ông chứ để 7 ngày là coi như là đổ máu được tầm đâu. Một lần như vậy mình bơm vô 2 ống dạ hơi ông là ông đi được là ngồi chào có đầu có phân từ từ xuống là ông đi. Bây giờ là không biết không, là không đi bình thường là không thì để biết không không biết là cái bệnh trĩ của anh đó, không biết nó như thế nào có nói quả mai trừ có dẫn cô chú có điều ấy đi vô bệnh viện khám thử như thế nào vô bệnh viện khám tổng quát luôn khám tổng vừa quát khám cái bụng vừa khám cái trĩ của anh vừa khám cái bụng rồi vừa khám cái trĩ là như thế nào là họ xử lý họ cắt coi như thế nào là chứ còn cái nó mà để lâu nữa nó sẽ di căn nó qua trực tràng nó ung thư trực tràng rồi đại tràng rồi cũng nó ngay họ nuốt rồi đó ngay họ nuốt đó cô cho cô thì còn cái bụng của anh thì bụng bị chót nữa gan nó to không biết sao nữa mà chứ cũng bị viêm gan viêm đồ nó chứ là lao nước da hắn cũng đẹp mà trời nước da hắn cũng sáo nó cục rồi tắm rửa thì như cũng tuần mới tắm được 2-3 lần chứ là tuần không mấy tháng mới tắm lần hả mấy tháng mới tắm lần còn có ví dụ như cái hồi mà hắn loa quá mà hầu cũng bình thường á mà hắn loa quá nán chịu không nổi mà thấy bình thường không mà mình có rửa hả không tắm thì mình rửa thì dẫn như đi rửa dẫn dùng tắm ví dụ như mình không tắm được mình lấy nước lấy khăn mình vô mình lau chứ hay là sao không buổi sáng thì phải giặt cái khăn đổ xíu nước nóng đưa cho la đưa la mạt thôi đưa la mạt còn tắm thí dụ hậu đoan lên cơn như hậu một tháng không lên cơn mà không vậy mà không vô đánh rồi mình đem mình dám dẫn vô tắm tắm nó quất nghĩa là cái thần kinh của anh mà ổn là mình dẫn đi tắm nó tùy thuộc vô cái thần kinh mà ổn thì mình mới dẫn vô như bữa nay như trừ dẫn tắm được nè trừ nó vui cái kiểu như hương phấn này là mình hắn nhất là hắn kêu tám là đi tám liền đó tám là tám là cũng tám là cũng phải lệ thuộc cái hậu ổn định kia là mình mới tám chứ cái nhất mà không ổn định thì cũng không dám dẫn bọn tám quốc âm cỡ là làm ra có hay quấn chú không chú thường kỳ chứ quấn biết có hậu có hậu quấn ông đi khóm mát ở đời có đầu mát đỏ đó quấn mát à quấn bấm vô bật vô nên bầm mát luôn hả thời gian đó là thời gian đó là thời gian nó chưa xét
chứ trừ mà xích rồi thì ít đánh cô vô rồi đem mâm cơm rồi có thấy có chuyện chi nào qua nấy. Có khi nào đem cơm vô rồi anh đập anh đổ không? Có chứ, không đổ cơm canh có thôi. Khổ lậu lậu vô thôi mà xưa đây đấy. Yeah. Xưa đây đỡ. Không có đổ cơm canh quá. Mình uống thuốc hàng ngày đều đặn là cái thần kinh nó ổn định. Mấy lúc mà một mâm cơm vô nó đổ xuống mà cơm mày biết không đừng có đầu coi. Ổng vô ổng đánh ổng tức ổng lấy cay ổng đánh ổng đột giả nhẹ cho coi nó mâm cơm cô cô không tách chi nữa nhưng mà dậu đúng dậu đuối luôn khờ từ trên chứa thẳng xuống mà quá rụt của đứa phát đó anh bị cho đến nay là hơn 20 năm tháng coi như tháng 6 ngay có mùa thi năm hơn năm 1999 ạ là cái chị là hâm hơ đó cậu 22 năm rồi hâm hơ là thành qua năm đi là thành hâm bo đây nè dạ năm mà tính là thôi hâm hơ là thôi đó tính đúng là hâm hơ nam cái hầu đó đẹp trai gớm lên như đâu có phải đẹp to đẹp trai hả hầu nó hầu nó không to hầu nó thanh thanh thôi chứ không có có bụng bự như từ thanh thanh giống chú đúng không giống chú đúng rồi thanh thanh cô hơn chú giống cô hả thanh thanh hầu nó thanh thanh thôi không có mạc mũi không có mà rỗ rúm không có gì trừ không có ở đây cái trừ cái chân thì nó rút mất rồi đó đó là không mòn dép cũng không được mòn một chiếc là còn chiếc thì rất lên nó xuống cho mòn cũng không được đứa nào cô ở nhà biết bán đây cho đau có đi lượm bị ăn mà còn chơi đó cũng mình đa cuộc sống mình đa cho đi lượm bị bảy ít kiếm ít đồng cũng được mà cũng không đi được gì trơn ngó hang cho đây mà đi thấy em Phi được ra đẹp trai đẹp trai đó là đẹp trai với đàn vượt vượt đẹp trai không đẹp trai không đẹp trai không đây phải nói đẹp chứ sao đúng đây thấy em sao thấy em Phi sao thấy em Phi đẹp trai không thấy em Phi đẹp trai đang trả lời hả đúng đây đẹp trai không đẹp trai hả thì đẹp trai nó đẹp trai đẹp trai hả quá đẹp trai đẹp hơn hơn nghĩa luôn cái là đẹp trai hơn luôn kìa ấy không có đẹp trai mà Phi đẹp trai hơn nữa Phi đẹp trai hơn anh Nghĩa luôn hả cái đẹp trai hơn ấy là Nghĩa đẹp trai mà Phi đẹp trai hơn nữa anh Nghĩa đẹp trai đâu mà Phi còn đẹp trai hơn anh Nghĩa luôn hả vậy hả rồi sao đi hớt tóc rồi nói bài Hải Lan hôm nay nè Hải Lan có hình ấm ấm này nè đẹp hình đây nè Hải Lan có bụng đâu có bự đâu Hải Lan có bụng đâu có bự đâu Hải Lan có hình đây nè để cô có hình đây rồi cái hình đây Hải Lan đẹp trai nè không có bự như trời đâu đây cái hình ở đây cái hình đây để cô có cái hình này cái hình Hải Lan nè không để chị chậm phì của cái hình Hải Lan ấm ấm cũng xếp phà nữa con hầu nó chưa đi Lâm Đồng nó cũng xếp mà chưa đi Lâm Đồng á thật sự do nó chưa đi Lâm Đồng nó có bụng đâu có bự con ha cái hình đó chưa hả nó đẹp trai hầu nó chưa đi Lâm Đồng cách đây mấy năm cô cách đây họ được coi như cho cũng có chục năm á 10 năm trước hả hồi nó còn thanh niên đúng không họ cái này là 2013-14 13-14 cách đây thì năm nay 2013 8 năm trước coi như cái sách thời gian này chuẩn bị đi Lâm Đồng đẹp trai ha tao có bụng bự đâu thôi ngồi xuống đó đi ngồi xuống đó mạc mà đồ thanh lắm thanh đâu bây giờ hồi đó nó xích cũng xích đâu mà chưa xong có coi như chừng chưa mấy cô hay đau quá trời không nói đúng rồi nhìn cái hình của anh 8 năm trước nhìn rất là đẹp trai ha bây giờ nhớ nhìn biết rồi nhớ quay chưa này có đưa đâu cô không đưa sẵn sáng ai đây hắn biết hắn chưa ai đây anh đó hả Nghĩa đó hả có phải Nghĩa không Nghĩa hàng tí Nghĩa hàng tí biết mà không đúng rồi bây giờ anh cũng tỉnh hơn đúng không bữa nay là đỡ là y tuần đây cái tầng đeo hôi thái đỡ nè hồi nó bụng đâu có bự thôi nó bụng mấy thái đẹp ha rồi vậy thôi hôm nay con cũng biết cái hoàn cảnh của cô chú có người con trai anh Nghĩa thì anh cũng bị căn bệnh thần kinh tâm thần bây giờ cái điều kiện cũng khó khăn chăm sóc cho anh rồi cô chú cũng có tuổi không có làm gì được nhà cửa thì cũng dột nát thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm đến đây trước hết là động viên cái tinh thần cô chú cũng như là sau thì cũng hỗ trợ cho cô chú một cái khoản kinh phí để mình có thêm cái điều kiện lo cho anh có thêm miếng thịt miếng cá hay là viên thuốc gì đó cô chú ha dạ con đi chữa bệnh cho anh dạ chữa bệnh thêm cho anh thì con gửi số tiền là 10 triệu đồng ha thì số tiền này gồm có 1 triệu của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ, 1 triệu của nhóm tình thương Miến Thương ở bên Mỹ, 1 triệu của nhóm thiện nguyện Ốc Châu, Melbourne và Sydney, 1 triệu của anh Richard Nguyễn ở bên Mỹ,
1 triệu của vợ chồng cô Kim chú Tài ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Nga Trần ở Thị Điển, 1 triệu của chị Mỹ Phụng ở New Zealand, 1 triệu của em Trân Nguyễn và 2 triệu của chị Kim Hiền ở Đức Trọng Lâm Đồng. Tổng số tiền là 10 triệu đồng. Dạ. Bây giờ con gửi cô ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ số tiền 10 triệu cô ha. Đó. Cô nhận số tiền đây là cô cũng không biết nói ra, là cô cũng trước mắt là cũng cảm ơn cô đã là quan tâm và giúp đỡ gia đình cô mà chiếu cố đến đây, trong hôm trưa hài nán ở đây đây. Với lại là cô cũng cảm ơn các mạnh thường quân, với lại những người mà kiều bồi nước ngụa, mạnh thường quân và người kiều bồi nước ngụa đã là quan tâm, đã là giúp đỡ cho cô có chút ít tiền để cô kinh phí cô chữa bệnh cho cháu. Cô rất cảm động. Cô không có số tiền đây, cô ít không mua, có số tiền đấy cho cô chú đi làm để ít trăm rồi về nào mua đồ ăn rồi này kia, chứ cô không bao giờ có được cái số tiền như đây hết trơn. Giờ là mình cũng không chưa... không có tiền. Nếu có tiền rồi, nếu có rồi cô đi chữa cho anh đi từ lâu rồi, cho Nghĩa từ lâu rồi, không có tiền. Có nghĩa là cô cầm trên tay bây giờ số tiền là lớn nhất cũng nhiều đây. Có cô đâu có không mua có tiền rồi đây. Ví dụ cho chú đi làm để ít đồng rồi về để đi chợ, hay là nộp tiền điện, hay là tiền rót, hay là có khoản gỗ tháp cô xây quần đó mà cũng không đủ là tiền gốc cho họ, nó đủ thứ hết trơn. Cô cũng không có tiền. Đây là cô cũng rất là cảm động, cô cảm ơn các mạnh thường quân ở nước ngô à, thì bộ nước ngô nào cũng có kinh phí để giúp đỡ cho dù ít, nhưng mà đây là cũng đối với cô, gia đình cô là rất là to lớn, rất là nhiều. Cô rất là cảm ơn. Cô rất cảm ơn mà đó, mà cảm ơn con nữa, trưa nắng rồi cháu đã đến đây để mà cô mới điện mà đến rất là nhanh chóng. Rất là nhanh chóng mà để mà giúp đỡ cho con của cô là có ít tiền để đi chữa bệnh trĩ. Dạ, con thấy cái, tại vì con thấy cái hình ảnh họ chia sẻ qua thì thấy anh mà xiềng xích trong cái phòng tối rồi cái chân của anh bị như vậy nữa thì con thấy cũng quá tội. Ba hôm đó nào con nó gửi thì gửi hình qua mà cô không biết mình đang chụp biển ngủ. Ba hôm đó nào không biết, ba hôm đó lên cơn là ngủ suốt cả ngày rồi cô cho tan cường thuốc ngủ miết. Cho nên không biết người ta mà mượn họ tới thì coi như mà làm đang họ chụp. Ban ngày chứ tối họ không tới, họ cái đứa trẻ đâu có tới đâu. Bởi nớ được cô mới mượn được, là cô gửi đặt ra qua liền á, cô mới mượn được là cô chụp ra luôn đó là họ yêu cầu là phải là chụp với lọ quay. Rồi vậy thôi con cũng xin phép cô chú con đi trước ha. Thì cũng mong là cô chú có thật là nhiều sức khỏe để lo cho anh ha. Con cũng biết cái hoàn cảnh của anh như vậy thì con cũng đến thay mặt các nhà hảo tâm con giúp cho anh được khoản kinh phí nào đó để đi chữa bệnh vậy đó. Cô cũng cảm ơn con rất nhiều. Có dịp con đi Tâm Kỳ gái chơi ngay. Cô cũng chúc cho con là cũng sức khỏe dồi dào rồi cũng tiếp tục trên cái con đường để mà làm từ thiện này đây. Sức khỏe được tốt. Để mà tiếp tục để mà tiếp tục mà làm cái con đường này để cho kệ thôi có dịp những người bệnh tật này nhờ chứ cũng không chúng chẳng biết nói ra hết trơn á. Cô cầm số tiền để con rất là xúc động. Cho cô không mua có tiền đi, cô không mua chú mà đi làm được có tiền để đâu. Đem về có máy tam hay là đứa có đầu đưa mua đã thấy chưa? Có nghĩa là số tiền này lớn từ trước nay là nó rất là lớn đúng không? Rồi cô ví dụ mượn triệu bạc cho họ rồi góp nữa, rồi có hậu túng là không có tiền là phải góp. Rồi vậy gốt. Thôi có dịp là con ghé thăm cô chú với anh sao ha? Cô đi Tâm Kỳ thì ghé cho từ đó giờ đây con sao? Vậy Phi cũng xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Phi cũng xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và may mắn cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.